Lưu ý, đây là video tiểu thuyết ghép ad, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Video sẽ tập trung vào tính cách nhân vật, phân tích cốt truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi tập mới hàng ngày nhé. Từ số tịch đại nhân nghe ngóng những chuyện này làm gì? Hẳn là là thăm dò ba lão, hoặc là nghe ngóng tình báo trong thành Hồng Nguyệt. Hoàng lão nghe xong, lập tức ngậm miệng lại, trên mặt đầy giận dỗi, cảnh giác lên. Từ số tịch pha trò, cười nói, Lý Vân Tiêu ngươi nói nói gì vậy? Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, thánh vực cùng thành hồng nguyệt vốn là huynh đệ nước sâu tốt không thể tốt hơn bàn gì tới tình báo sai đảm sai đảm a à, nước lửa sữa hòa vào nhau lý vân tiêu diễu cợt nói vậy bây giờ thành hồng nguyệt gặp nạn hiển nhiên không phải toàn bộ làm sao để đại nhân ra tay giúp đỡ chứ ngược lại trốn ở trong góc chờ làm ngư ông đắc lợi cái này từ xú tịch không nói gì nữa thầm nghĩ kẻ này miệng lưỡi thật sự là lợi hại hắn từ ánh mắt của ba lão làm bất lợi của mình nhưng mà mùi hôi lạnh vẫn tuôn ra hiện tại ra tay quấy thế cục rối loạn là phong hào vũ đế trình độ này ta làm gì mà xen vào lý vân tiêu không thuận theo không buông tha khẽ nói chuyện trong thiên hạ làm gì có thánh vực mặc kệ mặc dù là phong hào võ đế chỉ cần đại nhân ra mặt đàng quang bao nhiêu cũng phải cho mặt mũi hết lần này tới lần khác vào lúc mấu chốt đại nhân tương giao tốt với thành hồng nguyệt nhưng lại làm như không thấy chỉ có thể bảo vệ tính mạng nhìn qua là thu lợi bất chính còn có nghe mấy người ở đây đều cảm thấy có đạo lý không khỏi xem thường ngay cả từ xú tịch cũng thật có chuyện như vậy không khỏi hổ thẹn vội vàng giải thích hiểu lầm chư vị thật sự là hiểu lầm nhưng giải thích này lại càng vô lực bà vũ kình cười lạnh nói hiểu lầm sớm biết như vậy trong thánh vực không mấy thứ tốt mà chút tâm cơ này thật đáng xem thường làm cho cười cho người trong nghề từ số tịch đỏ mặt lên ấp úng không biết giải thích như thế nào cuối cùng thở dài một tiếng mạnh mẽ một dậm chân hắn không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào lý vân tiêu trách cứ không thôi lý vân tiêu cười nhạt một tiếng ôm quyền cung kính nói ba lão đã ra không biết thái độ thế nào với tại hạ là bắt hay là giết hồng lão đạo tất cả dùng chữ khả vân điện hạ làm chủ cái gì trong lòng mọi người cả kinh tất cả thầm nghĩ không tốt đường khánh càng giận tím mặt quát hồng lão đừng quên ta mới là thành chủ thành hồng nguyệt ánh mắt hồng lão trong trẻo như lạnh lùng hai con ngươi híp lại hoàn toàn không nhìn qua hắn đường khánh tức giận thất khiêu bốc khói tức giận nói hắn ở đâu làm cho hắn tới gặp ta hồng lão lúc này đưa mắt nhìn sang khinh miệt nói đường khánh ngươi tính toán thơm bơ vậy sao cũng xứng để hắn gặp ngươi sắc mặt đường khánh đại biến lạnh giọng nói, ngươi có ý nói ta cùng hắn đã kết thúc rồi. Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình và Tử Sú Tịch cảm thấy nội tâm chấn động, không biết bọn họ nói hắn rốt cuộc là người phương nào, nhưng nhất định là nhân vật mấu chốt. Sắc mặt Hồng lão biến thành ngương trọng, mới nói, cũng không phải là kết thúc, mà là hắn không hy vọng ngươi động thủ với Lý Vân Tiêu. Mọi người cũng nhìn ra được, Hồng lão vừa rồi trầm ngâm một lát, tất nhiên là có người truyền âm nhập mật, không khỏi kinh hãi, nhao nhao đem thần thức tản ra. Đặc biệt là Lý Vân Tiêu cùng Bạc Vũ Kình, hoàn toàn không cảm giác được xung quanh có người, biết rõ đây đúng là nhân vật lợi hại, nhưng hai người hoàn toàn có tâm tình khác nhau. Ha ha, chê cười, Đường Khánh lạnh giọng nói, nếu để Lý Vân Tiêu chạy đi, vị trí thành chủ của ta làm thế nào nữa? Người trong thiên hạ đem làm như thế nào xem ta. Hắn nhìn bầu trời, quát to, đi ra, nếu hôm nay không giết được Lý Vân Tiêu, ta và ngươi chỉ hợp tác tới đây thôi, mà thân phận của ngươi và bí mật gì đó ta sẽ thông báo thiên hạ. Tiếng của chữ Khả Vi truyền đến, ung dung nói, Đường Khánh, cảm xúc của ngươi xúc động. Lý Vân Tiêu cũng không phải mấu chốt đừng quên ta và ngươi hợp tác có ước nguyện ban đầu là thế nào. Đường Khánh cười lạnh nói, ha ha, ta xúc động. Hôm nay ta ở trước mặt người thiên hạ bị Lý Vân Tiêu bạt tai, nếu không thể lấy lại danh dự, ta còn thể diện gì mà làm thành chủ, ta còn phải tuân thủ ước nguyện ban đầu làm gì. Chuyện này chứ Khả Vân và ba lão nhân chấn động, cực độ muốn biết hai người có cái gọi là ước nguyện ban đầu rốt cuộc là gì. Lý Vân Tiêu nhíu mày, âm thanh kia dường như có chút quen thuộc, lại nhất thời nhớ không nổi, thân ảnh của vô số người hiện ra, hắn không nhớ nổi là người nào. Chư khả vi nói, thể diện thực sự trọng yếu như vậy sao? Đường Khánh mặt âm trầm, khẽ nói, không có thực lực và địa vị, thể diện tự nhiên không trọng yếu, không đáng một đồng, nhưng giờ phút này ta chính là cường giả Cửu Tinh đỉnh phong, có được thành Hồng Nguyệt, đứng đầu nhiều người, mặt mũi ném đi sao? Chư khả vi nói, Cửu Tinh đỉnh phong cường hoành sao, ngươi thực có được thành Hồng Nguyệt sao? Đột nhiên thân hình Đường Khánh run lên, hai vấn đề này trực chỉ uy hiếp bản thân của hắn, gương mặt trở nên tái nhợt, dần dần bắt đầu vặn vẹo thực lực chưa đủ đối với chuyện không khống chế được thành hồng nguyệt chính là tâm bệnh của hắn cho tới nay. Chư khả vi tiếp tục nói cửu tinh đỉnh phong không đáng kể chút nào mấy người trước mặt này có ai kém ngươi thể diện của ngươi trong mắt ta trong mắt hắn căn bản không đáng một đồng thậm chí bản thân ngươi cũng là quân cờ tùy thời bị vứt bỏ bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng có có tư cách và thực lực đánh cờ với chúng ta nội tâm tất cả mọi người kinh hoàng hoảng sợ truy tìm nơi phát ra âm thanh lại không thu hoạch được gì người đang khiển trách đường khánh rốt cuộc là tồn tại thế nào đáp án không cần nói cũng biết hiện tại chuyện làm người ta hiếu kỳ duy nhất là thân phận của người này gương mặt đường khánh xấu hổ và giận dữ từ xanh biến thành tím như lại ngậm miệng không phản bác chứ khả vi tiếp tục nói người không có thực lực nói chuyện thể diện gì Người không cảm thấy khôi hài sao đây mới là mất mặt thật sự những lời này đường khánh làm sao không biết hắn cho tới nay vẫn đắm chìm trong ánh sáng thành chủ thành hồng nguyệt không muốn đi đối mặt mà thôi hắn cắn răng nói đúng vậy ngươi nói một chút cũng không sai ta chỉ là quân cờ nhưng ngươi cũng chưa chắc không phải quân cờ trước khả vi nói ta cũng là quân cờ nhưng ta ít nhất là một quân cờ có phân lượng thậm chí có thời điểm còn có thân phận người đánh cờ mà ngươi từ đầu đến cuối là quân cờ duy chỉ có ta mới có thể ngẫu nhiên cho rằng ngươi là người đánh cờ nếu ngươi khư khư cố chấp vi phạm ước nguyện của chúng ta như vậy không cần hắn ra tay ta sẽ ném con cờ như ngươi đi đường khánh tức giận dị thường dường như khó mà tin được gào lên ngươi định vì một lý vân tiêu mà vứt bỏ ta chứ khả vi bình tĩnh nói như thế nào ngươi cho rằng mình rất trọng yếu sao ngươi chỉ là con cờ mà ta dùng ngăn cản hắn mà thôi mà ta cũng vui vẻ dùng ngươi làm giảm sóc tất cả chỉ là ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi một khi cần thì ngươi có thể tùy thời bị thay thế đi đường khánh à ta vẫn cho rằng ngươi là kẻ thông minh chẳng lẽ ngươi còn chưa khám phá ra vận mệnh của bản thân hay sao tất cả mọi người nghe xong cảm thấy hãi hùng khiếp vía thành chủ thành hồng nguyệt chỉ là quân cờ vậy đây là bàn cờ thế nào ha ha hiểu ta sớm hiểu cả Đường Khánh gầm thét cười to nói, "Chỉ là ta không cam lòng." Chư Khả Vi nói, "Trong ván cờ thiên địa này, người siêu phàm nhập thánh mới có tư cách làm người đánh cờ, mà ngươi thân là quân cờ chỉ có thể xem xét thời thế, chọn một người đánh cờ có lợi cho mình nhất, đó là hành động lý trí, mà làm quân cờ cho ta, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất với ngươi." Nói với chuyện quân cờ và người đánh cờ, tất cả mọi người nghe xong cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh, lấy thiên hạ làm bàn cờ, khí lực và phách lực này là bậc nào, lực lượng ra sao? nhưng mà người này rốt cuộc là ai đường khánh cười thảm một tiếng trong mắt hắn hiện ra thần sắc âm độc lạnh như băng âm thanh cắn răng vỡ nát vang lên thân hình phát run sau đó dường như dùng khí lực cực lớn mới ngăn chặn cảm xúc của mình lạnh giọng nói ta hiểu rồi chứ khả vi tán thưởng nói ngươi rất thông minh thật sự là một quân cờ tốt ta rất ưa thích đường khánh lạnh lùng nói nếu như là ta kẻ đánh cờ ngươi sẽ lâm vào tử cục chứ khả vi cười cười nói rất chờ mong có một ngày như vậy chỉ mong ta còn có thể nhìn thấy toàn thân đường khánh tỏa ra khí chất âm trầm không rên một tiếng đứng ở đó cũng không nói thêm cái gì nữa những người còn lại không dám cử động dù là nhỏ nhất mặc dù không biết người đến là người phương nào nhưng chỉ từ những người vừa rồi đã chấn nhiếp và làm bọn họ không dám vọng động đặc biệt là bạc vũ kình cùng tử xú tịch cảm thấy trên lưng cực độ không thoải mái bạc vũ kình nuốt nước bọt ôm quyền cung kính nói không biết là vị nào quang lâm kính xin hiện thân gặp mặt hừ hiện thân gặp mặt ngươi xứng sao tiếng của chữ khả vi cười nhạo chuyển đến sắc mặt bạc vũ kình đại biến nhưng cũng không dám tức giận đành phải nói vậy kính xin đại nhân cho biết họ tên ít nhất để cho ta biết là người phương nào chữ khả vi lạnh nhạt nói không cần ngươi cùng tử xú tịch trực tiếp cút đi bạc vũ kình tức giận nói cứ như vậy tay không mà quay về ta làm sao bàn giao chữ khả vi lạnh lùng nói bàn giao như thế nào là chuyện của ngươi nếu không cút thì đó là chuyện của ta trong giọng nói tràn đầy ý uy hiếp hơn nữa một khí tức kinh khủng ập tới làm sắc mặt bạc vũ kình đại biến hắn mạnh mẽ cắn răng một cái lạnh giọng nói mặc dù ngươi là cường giả siêu phàm nhập thánh bằng vào mấy câu như vậy bảo ta cút đúng là quá ngây thơ bảo kiếm trong tay lóe lên hào quang tách ra sau đó nhân kiếm hợp nhất hướng trên bầu trời đâm tới hừ đã như vậy lưu lại vĩnh viễn đi tiếng nói lạnh lùng của chữ khả vi vang lên bầu trời bỗng nhiên mây trắng quay cuồng hóa thành một bàn tay sau đó nhanh chóng giáng xuống ầm ầm tầng không khí bị nghiền nát hóa thành kình lực bắn ra bốn phía phanh kiếm ý của bạc vũ kình đột nhiên bị đập nát thân thể trực tiếp bị đánh vào trong mặt đất, bụi đất tung bay. Thôi đi, không biết tự lượng sức mình, chứ Khả Vân mỉa mai cười một tiếng, nói, Lý Vân Tiêu, theo ta đi thôi. Chậm đã, đột nhiên, từ số tịch chậm rãi mở miệng nói ra, trong mắt mang theo hào quang quỷ dị, nói, Lý Vân Tiêu này thánh vực muốn. Hử, từ số tịch đại nhân, ánh mắt của ngươi không tốt sao? Chứ Khả Vi cười lạnh chỉ vào cả vùng đất này. Hai gò má từ số tịch chảy mồ hôi lạnh, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh chàng chịt, ngượng ngùng nói. Ta vô ý làm phiền chư vị, chỉ là vừa rồi có đại nhân đưa tin bảo ta thỉnh mấy vị dừng bước một chút sắc mặt mọi người biến hóa cái gọi là dừng bước một lát tự nhiên là hắn bảo mọi người kéo dài đứng ở nơi này đường khánh sắc mặt đại biến ánh mắt chớp động không ngừng lạnh giọng nói chẳng lẽ là hắn đến thân hình tử xú tịch run lên lấy ra một khối khăn gấm cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán ngượng ngùng nói chư vị nói hắn hẳn là vị đại nhân này vừa dứt lời một tiếng hừ lạnh truyền tới vang vọng cả vùng đất tử xú tịch hỏi nhiều như vậy ngươi chán sống hay sao? Tử sú tịch dung giọng nói, đại, đại nhân, quả nhiên là ngài đến. Là ai? Chứ khả vân đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn chung quanh. Ba lão sắc mặt đại biến, bộ dáng như lâm đại địch. Đồng tử Lý Vân Tiêu càng co lại, thân thể cũng không thể bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn đã nghe ra người tới là ai. Ha ha, bổn tọa chính là người phụ thân ngươi nói là kẻ đánh cờ giấy. Âm thanh này cười lạnh, trên bầu trời có vằn nước nhộn nhạo, chậm rãi có chiến xa chạy nhanh ra. chữ khả vân chấn động, nàng vẫn không rõ phụ thân nói người nọ rốt cuộc là ai hiện tại cuối cùng nhìn thấy chân dung thì nội tâm co rút lại mà lý vân tiêu cùng tử xú tịch càng chấn động tất cả nghẹn ngào cả kinh nói cái gì hai người cũng biết thân phận của chữ khả vân tự nhiên hiểu được phụ thân nàng là ai tất cả đều khiếp sợ và hoảng hốt thân hạm bay ra khỏi không gian thân hạm cũng không lớn chỉ dài 10 trượng mà thôi nhưng thập phần tinh xảo phía trên có trận pháp thay đổi liên tục tỏa ra hào quang vạn trượng ngươi là vi thanh đại nhân đột nhiên chữ khả vân kêu lên tiếng kêu vô cùng bé nhọn, cơ hồ đâm rách chân trời. trên chiến hạm, trên một phương tọa trạm khác hoàn mỹ có một nam tử đang ngồi, dùng tay chống chán, dựa qua một bên, dường như đang trầm tư hoặc là đang nhắm mắt điều tức. tuy sắc mặt nam tử lười biếng lại khí vũ hiên ngang, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, khóe mắt nhích lên, đồng tử tinh khiết yêu dị, đôi môi hơi mỏng và nhợt. thân ảnh từ xú tịch lóe lên, liền xuất hiện ở trên chiến hạm kia, cười nói, quả nhiên là Vi Thanh đại nhân, ta nói sao, trong thiên hạ có nhiều cao thủ như vậy có thể chấn nhiếp chư hùng cũng chỉ có mấy vị đại nhân của thánh vực mà thôi. Vi Thanh nhíu mày, nói, từ xú tịch, đứng qua một bên. Vâng, từ xú tịch vẫn bộ dáng cười hì hì, nháy mắt với đám người sau lưng Vi Thanh, xem như chào hỏi, Thanh Thanh thật thật chờ một bên. Hắn bản chính là thông minh tuyệt đỉnh chi nhân, biết không nên quản sự bất kể, không nên hỏi sự tình đừng hỏi, nếu không cũng sẽ không biết trưởng quản thánh vực tài tư này. Giờ phút này bạc vũ kình cũng từ trong cái hố đi ra, khóe miệng đầy vết máu, bộ dáng chật vật nhìn qua bầu trời. Vi Thanh mỉm cười nói, trước khả vi, bổn tọa tới, còn không đi ra gặp sao. Trước chiến hạm, không gian như vằn nước bị đẩy ra, một thân áo đen, trước khả vi tóc bạc đi ra. Hắn đi xuống một bước, dưới chân có gợn sóng nhộn nhạo, chậm rãi đi tới chiến hạm. Vi Thanh, ngươi cũng ngấp nghé Lý Vân Tiêu. Trước khả vi chậm rãi nói ra, vẻ mặt bình tĩnh, tràn đầy nếp nhăn, không giấu được dấu vết tuế nguyệt. Ha ha, kỳ vật trung thưởng thức, đáng nghi sống trung tích. Tất cả mọi người đều hứng thú, tại sao ta không hứng thú được chứ? ánh mắt vi thanh nhìn qua giống như ánh trăng sáng ngời bao phủ bên dưới nhưng mặt mũi lý vân tiêu lại tràn đầy âm lãnh hai mắt lộ ra hàn mang không sợ hãi nhìn qua vi thanh lộ ra dị sắc nói lý vân tiêu chúng ta xem như gặp mặt lần thứ hai nhưng mà lần trước bổn tọa không lưu ý ngươi mà ngươi cũng chưa từng gặp qua bổn tọa tại sao thù hận như vậy lý vân tiêu lạnh lùng nói giả vờ đi tiếp tục giả vờ đi đồ đệ của ta mộng bạch cùng tỷ tỷ của hắn mộng vũ là ngươi cướp đi sao trong thành phong linh kẻ phái người tới bắt tay cũng là ngươi sai sử vì sao ngạc nhiên như vậy, còn vô tội hơn cả ta. Khục khục, Vi Thanh ho khan vài cái, nói, có ta dạy bảo tỷ đệ mộng bạch, chẳng lẽ không mạnh hơn ngươi sao? Đây cũng là tốt cho bọn họ, về phần ta phái người bắt ngươi, thật sự là oan ủng ta. Nhất định là thủ hạ hành sự bất lực, ta đã dặn dò bọn họ cẩn thận, nhất định phải dùng lễ đối đãi, bọn họ lại dám bắt, như vậy ta chắc chắn nghiêm trị không tha. Hắn nói nghiêm trang, giống như đúng là như thế, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng phải tin tưởng. Lý Vân Tiêu nháy mắt, nói, nói như vậy vi thanh đại nhân là mời ta đi thánh vực sao vi thanh gật đầu nói đúng vậy nhân tài mới xuất hiện như ngươi thánh vực luôn luôn vui lòng dùng tài nguyên tài bồi thậm chí hoan nghênh ngươi gia nhập chữ khả vân cả kinh nói lý vân tiêu không nên đi lý vân tiêu nói đa tạ vi thanh đại nhân yêu mến tuy là mời nhưng ta có việc trong người không đi mời đại nhân trở về đi vi thanh sững sờ sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói giá đỡ thật lớn thiên hạ thậm chí có người mà vi thanh ta mời không động sao lý vân tiêu cười nhạo nói thực cho rằng mình là dễ hành gì, người không mời được rất nhiều đấy. Lớn mật, từ xú tịch hoảng sợ, tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người nói chuyện như thế với Vi Thanh. Sắc mặt Vi Thanh trở nên lạnh như băng, nói, ngươi đúng là dám nói, thiên hạ này còn có ai ta mời không được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, tứ hải trung chủ hải hoàng ba long, ngươi mời cho ta xem. Vi Thanh sững sờ xuống, thanh thanh thật thật nói ra, mời không được. Yêu tộc đại thuật luyện sư ngải nhĩ mời được không? Cái này, mời không được hừ biết càn quấy hai người này chính là dị tộc vi thanh đại nhân cũng mời không được ngươi nói trong bổn tộc có người nào mà vi thanh đại nhân mời không tới từ xú tịch vội vàng đánh gãy hắn sợ hắn không ngừng nghỉ cố tình gây sự lý Vân tiêu lạnh lùng nói nếu nói là hai người này còn có thể mời được đi như vậy vị trong tộc ta vi thanh đại nhân chắc chắn mời không được a à, vi thanh cũng hứng thú nói mặc dù là thập đại phong hào võ đế hóa thần hải quân thủ bảy đại tông chủ cũng không thể nói ta một trăm ta mời không được từ Sú Tịch nói, đại nhân không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, người này công phu miệng lưỡi rất lợi hại, ta đã được kiến thức qua rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, Từ Sú Tịch, ngươi trưởng quản tài ti thánh vực, phú khả địch quốc, có dám cùng ta đánh bạc một trận không? Từ Sú Tịch khẽ nói, đánh bạc? Ừ, loại chuyện này làm sao đánh bạc đây? Ngươi tùy tiện nói một người, khẳng định Vi Thanh đại nhân không mời được, chẳng lẽ lại thật để đại nhân đi mời sao? Lý Vân Tiêu nói, ta tự có cách khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Từ Sú Tịch nhíu mày ra, hắn quả thật không nghĩ ra có người nào vi thanh không mời được không chỉ có hắn mà người còn lại cũng vạn phần tò mò đánh bạc với hắn vi thanh hạ lệnh tử sú tịch vội la lên đại nhân nếu hắn chơi xấu vi thanh nói nếu hắn đùa dỡn bổn tọa tự sẽ phạt hắn hắn cũng không tin lý vân tiêu có thể nói cho mọi người tâm phục khẩu phục đến lúc đó lấy việc này làm lý do mang hắn về thánh vực cũng là giảm đi phiền toái tử sú tịch lúc này mới nói lý vân tiêu ngươi đánh cuộc với ta cái gì lý vân tiêu nói nói thật Ta cũng không muốn gì cả, cứ đánh bạc đầu của ngươi đi." Tử Sú Tịch lại càng hoảng sợ, cả giận nói, "Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao lại ác ý như thế?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, "Không có gì, con người ta thấy một ít người nịnh nọt liền cảm thấy chán ghét thôi." "Đáng chết." Từ Sú Tịch lạnh giọng nói, "Nếu ngươi không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, ta cũng lấy đầu cho ngươi." Lý Vân Tiêu vỗ tay khen, "Tốt, có gan, lần này khiến ta xem trọng ngươi không ít, có lẽ ta thấy cao hứng sẽ không lấy đầu chó ngươi cũng không chừng." Từ số tịch lạnh giọng nói, tranh thủ thời gian nói ra là người phương nào, để cho ta tới hái đầu của người. Hắn thầm nghĩ, bất luận đối phương nói ra người phương nào, mình cũng không phục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, người bổn tộc Vi Thanh đại nhân 100% không mời được, chính là Lý Vân Tiêu ta. À, cái này, tất cả mọi người xứng sở, lập tức lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn như nói ra bất luận người nào khác, đều không thể khiến mọi người tin phục 100%, nhưng nói bản thân hắn thì lại hoàn toàn không cách nào phản bác, hoàn toàn không cách nào không tin phục được tử sú tịch vốn muốn mở miệng nói không phục nhưng chữ không kia còn kẹt trong cổ họng rốt cuộc không hốt ra được chỉ là hai mắt chừng lớn lên vi thanh cũng sửng sốt một chút lập tức một hồi im lặng lý vân tiêu lạnh lùng nói tử sú tịch đưa đầu chó ra cho ta chém đi hắn giơ tay lên bổ tới một đạo kiếm khí tử sú tịch tự nhiên sẽ không tùy ý để hắn chém lắp mình một cái liền tránh khỏi cả giận nói lý vân tiêu đừng vội hồ đồ hồ đồ lý vân tiêu nhướng mày lên lạnh lùng nói chư vị ở đây đều là cường giả có uy tín danh dự, mọi người cảm thấy trước kia là hồ đồ sao. Ni Khả Vân nói, đương nhiên không phải, đây chính là đồ ước giữa võ giả, hơn nữa có cha ta và Vi Thanh đại nhân tự mình làm chứng, ai dám nói là hồ đồ chứ. Ni Khả Vi cũng gật đầu nói, người nói hồ đồ chính là miệt thị ta và Vi Thanh đại nhân, đáng phải chết. Từ xú tịch có chút không bình tĩnh nỗi nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, cũng không thể bởi vì loại chuyện không đâu này mà chém đầu mình. Lý Vân Tiêu nói, kính xin Vi Thanh đại nhân thay ta làm chủ, đồng thời giữ gìn danh dự thánh vực để tránh chuyển ra ngoài khiến danh của thánh vực rớt xuống ngàn trượng di cười thế nhân bị thiên hạ chế nhạo vi thanh nhíu mày lại hắn biết rõ lý vân tiêu cố ý trục mũ loạn nhưng mọi người ở đây đều là cường giả nếu có ý khó xử thì quả thật sẽ càng ngày càng phiền toái lý vân tiêu đổ ước vừa rồi đích thật là ngươi thắng nhưng từ số tịch dầu gì cũng là trưởng một ti tại thánh vực nếu ngươi giết hắn há chẳng phải sẽ kết thủ oán với thánh vực sao theo ta thấy không bằng tha cho tánh mạng hắn để hắn dùng cách khác đền bù tổn thất đi Vi Thanh nói xong, Tử Sú Tịch lập tức nói: "Đúng đúng đúng, thiên tài địa bảo, huyền khí đan dược, thần thông yếu quyết, chỉ cần ta lấy ra được, tất sẽ không tiếc. Lý Vân Tiêu, nếu ngươi cố ý giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi, hậu quả đối với ai cũng không tốt đâu." Lý Vân Tiêu nói: "Như vậy, được rồi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nhưng chư vị đại nhân đều làm chứng cho ta, Tử Sú Tịch đã thiếu ta một cái mạng, ngày khác nếu hắn không trả, kính xin chư vị đại nhân làm chủ thay ta." Tử Sú Tịch vẻ mặt hắc tuyến, mình thật sự là xui xẻo tám đời rồi không hiểu thấu lại thiếu nợ một cái mạng sắc mặt liền khó coi tới cực điểm vi thanh nói được việc này ta làm chủ cho ngươi nếu tử xú tịch không trả ta tất nhiên thay ngươi lấy lại công đạo bất quá vân tiêu công tử tốt hơn là nên theo ta đi về thánh vực một chuyến đây cũng không phải là mời coi như là vân tiêu công tử bán ta một cái nhân tình là được rồi sắc mặt tất cả mọi người biến hóa vi thanh trước mặt mọi người đồng ý thiếu một nhân tình giá trị liên thành cũng đủ lộ ra thành ý rồi lý vân tiêu cười nói ta có sức hút như vậy sao? Thánh vực chấp chính giả, hai đời thành chủ thành hồng nguyệt, phong hào võ đế đàng quang. Còn có cường giả thần bí của hóa thần hải đều muốn mời ta đi làm khách, ta thế này có tính là chạm tay có thể bỏng không? Sắc mặt Vi Thanh và Ninh Khả Vi đều biến hóa, ánh mắt nhìn về phía Bạc Vũ Kình, khiến cho Bạc Vũ Kình toàn thân run lên. Vi Thanh nói, khuôn mặt các hạ tựa hồ dường như đã từng quen biết, lại nhất thời không nhớ nổi, ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Khả Vi nói, người đánh một trận với đằng quang thực lực siêu tuyệt, thần thông cái thế, tuyệt không thể nào là hạng người vô danh được, người nọ là ai? Hai vấn đề lập tức khiến sắc mặt Bạc Vũ Kình đại biến, nếu giờ phút này bị phát hiện thân phận, tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn, nhưng bị hai đại cường giả ép hỏi, khiến hắn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Vi Thanh nói, xem ra rất có ý tứ đấy, ngươi cũng theo ta quay về thánh vực một chuyến đi. Trong lời nói của hắn mang theo một cổ uy nghiêm, có loại cảm giác không thể kháng cự. Bà Vũ Kình lạnh lùng nói, thánh vực quản chuyển hóa thần hải ta, không khỏi nhúng tay quá nhiều rồi hắn nắm chặt trường kiếm, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Vi Thanh lạnh nhạt nói, ta hoài nghi ngươi cũng không phải là người hóa thần hải, cho nên mang về điều tra một chút. Nếu có thể chứng minh thân phận của ngươi, ta tự nhiên sẽ tiễn ngươi về hóa thần hải, hơn nữa còn bồi tội nữa. Bạc Vũ Kình cả giận nói, tốt một cái lấy cớ đường hoàng. Vi Thanh lạnh nhạt nói, bạch cô đường, la tinh, hai người các ngươi mang Lý Vân Tiêu và người giả mạo đại sư hóa thần hải này về trước. Bổn tọa lưu lại, ta ngược lại muốn xem một chút, người có thực lực đánh một trận với đằng quang kia rốt cuộc là ai hắn đối với phẫn nộ của bạc vũ kình hoàn toàn làm như không thấy lô la không có nhân quyền đây là pháp tắc thế gian ánh mắt của hắn quang hướng xa xa lộ ra vẻ mặt ngưng trọng sau vụ nổ kinh khủng lúc trước tựa hồ cũng không còn động tĩnh hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch vâng đại nhân trên bong tàu chiến hạm lóe lên hào quang phân ra hai đạo quang ảnh một thanh một bạch hóa thành hai người một người áo lưới xanh lá mạ châm trúc bó tóc một người bào phục tuyết trắng không nhiễm một hạt bụi hai người đều mặt mỉm cười ánh mắt lưu truyền hiếu kỳ nhìn về phía lý vân tiêu tất cả mọi người trong lòng dùng mình hai người tùy tiện đi ra này liền có thực lực võ đế cửu tinh đỉnh phong cho người một loại cảm giác nguy hiểm dị thường thân thể ninh khả vân rời lên trước một bước ngăn lý vân tiêu ở sau lưng lạnh lùng nói lý vân tiêu cũng không nói muốn đi với các ngươi chẳng lẽ vi thanh đại nhân muốn đích thân ra tay bắt người rồi sao vi thanh nói vì mời lý vân tiêu bổn tọa phái ra hai người tiểu kiêu và hoán diệt lại không hiểu vẫn lạc ở ngoài thành hồng nguyệt vì kiểm chứng cái chết của hai người này bổn tọa tự mình ra tay cũng chưa hẳn không thể ngược lại ninh khả vân ngươi muốn ngăn đón ta bằng vào thân phận và lập trường gì đây ninh khả vân khẽ giật mình trầm giọng nói việc này là việc riêng của ta dùng thân phận con gái phụ thân đến tương trợ thành hồng nguyệt không quan hệ đến thần tiêu cung vi thanh nói ta đoán cũng là như thế vậy giữa ngươi và ta sẽ không có xung đột rồi thành hồng nguyệt hai đời thành chủ đều ở đây đều không dị nghị ngươi vẫn nên tránh ra đi ninh khả vân sửng sốt nhìn cha mình một cái nếu cha mình không mở miệng thì mình thật sự không có lập trường ra tay. Vết nhăn trên trán Ninh Khả Vi hãm sâu xuống, từ một khắc khi Vi Thanh xuất hiện thì hắn lại càng nhíu chặt hơn. Vi Thanh thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích, mở miệng muốn nói, liền trực tiếp giành nói. Y theo quy củ thành Hồng Nguyệt, thành chủ địa vị vừa tôn vừa quý, một lời có thể định đoạt. Như vậy đi, Đường Khánh đại nhân, ngươi tỏ thái độ đi. Đường Khánh lộ ra sầu khổ, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn, lòng bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi ba người bọn họ lợi dụng lẫn nhau đi đến một bước hiện giờ xem như đã trở mặt như vậy cũng nên đến lúc chia trận doanh rồi là về phía ninh khả vi hay là vi thanh người trước càng phù hợp với lợi ích của mình hơn nhưng người sau càng dễ thoát thân ra người sau lại càng cường đại hơn một khi đắc tội thì hậu quả không thể lường được mồ hôi lạnh rậm rạp tràng chịt chảy xuống hắn cũng biết ý vi thanh trước nói quy củ thành hồng nguyệt lại đẩy mình ra sân khấu do chính mình đến quyết đoán như vậy cũng tránh khỏi xung đột trực tiếp với ninh khả vi xem ra giờ hắn cũng không muốn vạch mặt với ninh khả vi mà bộ dạng ninh khả vi giờ phút này tựa hồ cũng có tâm tư như vậy tuy rằng sinh ra xung đột lợi ích với vi thành nhưng cũng không muốn quyết liệt bởi vậy mình liền trở thành tên xui xẻo phải lựa chọn hắn nuốt nuốt nước miếng đột nhiên trong mắt lóe lên tinh mang tựa hồ linh cơ khẽ động nói thành hồng nguyệt đối với lý vân tiêu cũng không có cách nghĩ chủ quan gì dù sao đây là chuyện của lý vân tiêu vẫn nên do bản thân lý vân tiêu quyết định đi hay không đi thôi thành hồng nguyệt tôn trọng lựa chọn của lý vân tiêu tất cả mọi người thầm mắng một câu lão hồ ly thoáng cái đã đẩy vấn đề lại nguyên điểm Vi Thanh gật đầu nói, nếu nói thế, vậy chính là Thành Hồng Nguyệt mặc kệ việc này rồi. Bạch Cô Đường, La Tinh, mang hai người bọn họ trở về đi. Vâng, hai người thân ảnh khẽ động, hạ xuống khỏi chiến hạm, đột nhiên không gian trì trệ, một cổ uy áp cực lớn chấn trụ hai người bọn hắn, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển khó khăn. Hừ, đại nhân, đây là ý gì? Đồng tử Bạch Cô Đường hơi co lại, nhìn chằm chằm vào phía trước, lạnh lùng nói. La Tinh cũng chậm rãi nắm tay lại, từng đạo nguyên lực màu xanh vờn quanh ra, sắc mặt ẩm lãnh. Trong mắt Vi Thanh tựa hồ có một vũng bích thủy, thanh tịnh như thế, lộ ra chút hàn quang, thản nhiên nói: "Ninh Khả Vi, vừa rồi nghe ngươi một phen quân cờ luận, bây giờ là muốn đánh cờ với bổn tọa sao?" Ninh Khả Vi hắc hắc cười cười, nói: "Lão già khọm rồi, cũng không biết có thể thắng được người trẻ tuổi các ngươi không nữa." Vi Thanh sắc mặt lạnh dần, nói: "Ninh Khả Vi, ngươi có nghĩ qua hậu quả khi ra tay chưa?" "Hậu quả? Không phải là xương cốt bị hủy đi sao, dù sao mấy lão già chúng ta cũng không sống được bao lâu nữa rồi." Ninh Khả Vi tựa hồ hạ quyết tâm, nếp nhăn trên trán giãn ra lười biếng nói trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nghiền ngẫm tam lão hồng hoàng lam cũng trở nên khẩn trương từng người cảnh giác nhìn chằm chằm vào trên chiến hạm dù sao đối thủ chính là thánh vực chấp chính giả vi thanh âm thanh lạnh lùng nói hai cường giả đỉnh phong của thánh vực biến mất ở phụ cận thành hồng nguyệt giờ ta muốn mang hai người này về điều tra tất cả người ngăn cản đều có hiểm nghi trọng đại nếu thành hồng nguyệt ngăn trở bổn tọa rất có lý do để tin tưởng là chuyện này có phần thành hồng nguyệt tham dự thậm chí chủ đạo hai mắt hắn phát lạnh nói nếu là như thế vậy thì bổn tọa phải vận dụng tài quyết chi nhận rồi tất cả mọi người đều chấn động thân hình lộ ra hoảng sợ cái gọi là tài quyết chi nhận không chỉ có là một kiện huyền khí có một không hai có uy lực cực lớn bản thân cũng tượng trưng cho quyền lợi trí cao của thánh vực tài quyết thiên hạ trong mắt ninh khả vi cũng hiện lên ngương trọng lạnh giọng nói hừ tài quyết chi nhận ngươi thật sự cho rằng lão phu hồ đồ rồi sao tài quyết chi nhận phải có ba vị chấp chính giả đồng ý mới có thể động dụng vi thanh đại nhân cảm thấy bốn vị khác sẽ điên cuồng như ngươi sao vi thanh nói không thử xem làm sao biết được chứ, vạn nhất có thể thật sự thông qua thì sao. Ni Khả Vi sắc mặt tái nhợt, biết rõ đối phương là đang uy hiếp mình, khẽ nói, lão phu đã sớm rời khỏi thành Hồng Nguyệt, nhàn vân dã hạc, đẩy hành vi của ta cho thành Hồng Nguyệt, có ai vô sỉ như ngươi không? A, à, hiện giờ phải muốn bỏ qua trói buộc sao? Vi Thanh khẽ nói, nếu lòng đã mang kiên kỵ, vì sao phải nhúng tay vào chứ? Ni Khả Vi lạnh lùng nói, ta đã nói, chỉ là hành vi cá nhân của ta mà thôi, chẳng lẽ ta tùy tiện làm chút gì đó đều phải tính lên đầu thành hồng nguyệt sao vậy lão phu hiện giờ gia nhập thánh vực là được rồi về sau giết vài người nào đó cũng có thể tìm thánh vực chùi đi giúp rồi vi thanh ánh mắt rét lạnh nói đã như vậy vậy tam lão thì sao phải chăng cũng thoát ly thành hồng nguyệt tam lão hồng hoàng lam trở nên sửng sốt sau khi trầm ngâm một lát hồng lão nhân tiện nói tự nhiên ba người ta cũng giống như ninh khả vi đại nhân đã sớm thoát ly nếu không đến mức từ khi thành hồng nguyệt gặp chuyện không may đến bây giờ cũng chưa từng ra tay vi thanh nói rất tốt đều bỏ hết quan hệ như vậy đường khánh đại nhân ngươi thì sao sẽ không phải cũng rời khỏi thành hồng nguyệt đấy chứ đường khánh nói sao lại thế được vi thanh đại nhân nói đùa rồi vi thanh gật đầu nói vậy rất tốt bổn tọa hiện giờ muốn điều tra nguyên nhân cái chết của hai gã cường giả đỉnh phong của thánh vực kính xin đường khánh đại nhân cùng ra tay với ta bắt những người này lại đường khánh chấn động thân hình biết rõ vi thanh đang ép hắn lựa chọn xem ra thật sự muốn quyết liệt với ninh khả vi rồi Nhi khả vi cho tới nay đều dùng hắn để làm thẻ đánh bạc với Vi Thanh, dùng thực lực và lực lượng của Vi Thanh. Nếu mình hoàn toàn ngã về phía hắn, sau này sợ rằng sẽ triệt để biến thành quân cờ, vĩnh viễn không xoay người được nữa. Lúc trước nhảy ra khỏi Thương Minh, không phải là vì tìm kiếm không gian càng rộng rộng rãi hơn sao? Nếu cả đời làm nô, vậy khác gì chết? Không phải là điều tra nguyên nhân cái chết của hai vị đại nhân sao? Ta ngược lại có chút manh mối. Đường Khánh nói ra, theo điều tra của ta, cái chết của hai vị đại nhân Tiểu Kiêu và Hoán Diệt có liên quan rất lớn tới những người Hóa Thần Hải này không quan hệ gì đến Lý Vân Tiêu cả. Thế sự như quân cờ, vốn Lý Vân Tiêu là người hắn muốn giết nhất, giờ phút này lại phải gánh lấy áp lực giữ gìn cho hắn. Đồng tử Vi Thanh đột nhiên co lại, lạnh giọng nói, Đường Khánh đại nhân thật sự điều tra rõ ràng sao? Đường Khánh nghiêm mặt nói, đương nhiên, nơi này là thành Hồng Nguyệt, ta chính là thành chủ thành Hồng Nguyệt, chung quanh thành xảy ra chuyện gì ai rõ ràng hơn ta chứ? Vi Thanh sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, đã rõ, xem ra thành Hồng Nguyệt lại đến lúc phải đổi thành chủ rồi. Cái gì? Ngươi có ý gì? đường khánh kinh sợ nói chuyện tông môn thiên hạ tựa hồ không tới phiên thánh vực các ngươi nhúng tay còn nữa vi thanh đại nhân có thể đại biểu toàn bộ thánh vực sao hắn mặc dù ngờ tới vi thanh sẽ trở mặt nhưng không thể tưởng được vậy mà lại trở mặt rõ ràng như thế ninh khả vân cũng lạnh lùng nói lời vi thanh đại nhân vừa nói tựa hồ quá mức đi nha ta mặc dù đã không phải người thành hồng nguyệt nhưng thất đại tông phái đồng khí liên tri địa vị cao cả há có thể cho phép chịu nhục như vậy được vi thanh lạnh lùng nhìn mọi người sát cơ trong mắt chớp động nói sáu gã cường giả cửu tinh đỉnh phong trong đó còn có tồn tại bán siêu nhiên như tam lão tăng thêm ninh khả vi cổ lực lượng này đủ để nghịch thiên nhưng ý nghĩa tồn tại của thánh vực chính là tiêu trừ tất cả nhân tố không ổn định có khả năng nguy hiểm cho đại lục mặc dù đối thủ cường thịnh trở lại cũng tuyệt không lùi bước ninh khả vi nói nói đường hoàng như thế là muốn đập vào cờ hiệu chính nghĩa đánh với ta một trận sao vi thanh thiên hạ này cường giả vô số cũng không phải chuyện gì cũng cho phép ngươi làm ẩu thí dụ như vị tồn tại siêu cấp vừa xuất hiện của hóa thần hải kia đã xa xa vượt quá dự liệu của ngươi đúng không hôm nay nếu đánh một trận ngươi có nghĩ qua làm sao ăn nói với mấy vị đại nhân công dương chính kỳ không nếu trận chiến này gây ra hậu quả xấu ảnh hưởng đến rộng khắp trong thần đô giáng tội xuống vị trí chấp chính giả của ngươi chắc chắn khó giữ được